The openers, Quang Đăng and Live Dance. Something else. And once again, a big, massive thank you to Mr. Fred Chong for opening up things tonight. Và thưa quý vị, màn biểu diễn tuyệt vời vừa rồi cũng chính là phần mở đầu cho hạng mục chơi giải đầu tiên của chúng ta ngày hôm nay.